Le futur proche được dịch là thì tương lai gần, có nghĩa là sắp xảy ra, là một thì rất hay dùng ở trong tiếng Pháp, đặc biệt là trong khẩu ngữ. Do đó đây là một bài học bổ sung để củng cố cho bài học chính mà chúng ta đã coi ở trong giáo trình Editor A1. Trước hết chúng ta coi cách thành lập của thì tương lai gần. Thì tương lai gần được thành lập bằng cách lấy thì hiện tại của động từ aller rồi ghép với động từ nguyên thể của cái động từ mà chúng ta muốn nói. Chẳng hạn như là tôi sắp đi, thì chúng ta lấy thì hiện tại của động từ aller ghép với động từ đi, je vais partir. Chúng tôi sắp dọn nhà, thì chúng ta lấy thì hiện tại của động từ aller ghép với động từ dọn nhà là déménager, nous allons déménager. Je vais partir có nghĩa là tôi sắp đi, nous allons déménager có nghĩa là tôi sắp dọn nhà. Đặc biệt, đối với thì tương lai gần của động từ aller có nghĩa là đi, thì người ta sử dụng động từ aller hai lần. Tức là động từ aller đi thứ nhất là cái cách để nói về tương lai gần, và cái động từ aller thứ hai là để nói lên cái ý nghĩa chính, je vais aller en Grèce, tôi sắp sửa đi qua bên Hy Lạp. Ils vont aller en Espagne, họ sắp sửa đi qua bên Tây Ban Nha. Và bên trên người ta cho chúng ta một số các động từ để chúng ta làm quen. Trước hết chúng ta lấy động từ aller chia thì hiện tại, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Rồi chúng ta ghép với các động từ mà chúng ta muốn nói, chẳng hạn như là je vais dîner au restaurant, tôi sắp sửa đi ăn tối ở nhà hàng. Tu vas rester chez toi, rồi bạn sẽ ở nhà bạn phải không? Il va aller au cinéma, anh ấy sắp sửa đi xem ciné. Nous allons visiter le Louvre, chúng tôi sắp sửa đi tham quan viện bảo tàng Louvre. Vous allez partir en week-end, bạn sắp sửa đi nghỉ cuối tuần phải không? Ils vont finir leur travail, họ sắp sửa kết thúc công việc của họ. Chúng ta vừa coi cách thành lập và bây giờ là cách sử dụng. Chúng ta để ý tới hai điểm chính của việc sử dụng. Thứ nhất là không xác định thời gian một cách cụ thể, sans précision de temps. Thì cái thì tương lai gần này chỉ một biến cố sắp xảy ra ngay lập tức, immédiat. Chẳng hạn như là vite, le train va partir, chạy nhanh lên, xe lửa sắp sửa lăn bánh. Xe lửa sắp sửa rời, sắp sửa đi, sắp sửa lăn bánh, chạy nhanh lên. Như vậy là đây là một cái hành động xảy ra ngay lập tức, immédiat. Regarde, il va pleuvoir, nhìn kìa, trời sắp mưa rồi. Và chúng ta thấy các cái dấu hiệu của cơn mưa như là gió thổi, rồi mây đen, chúng ta nói trời sắp mưa rồi, tức là một cái sự kiện xảy ra ngay lập tức. Regarde, il va pleuvoir. Attention, tu vas tomber. Coi chừng, bạn sắp ngã kìa. Đây là một cái hành động xảy ra hiển nhiên ngay trước mắt. Đó là trường hợp thứ nhất, không xác định thời gian cụ thể. Trường hợp thứ hai, có sự xác định thời gian cụ thể, avec une précision de temps. Thì cái thì tương lai gần này diễn tả một cái thì tương lai ở đường trước, có thể là gần, có thể là xa. Chẳng hạn như là je vais partir en septembre, tháng 9 tôi sẽ ra đi. Hoặc là je vais rester 6 ou 7 ans en France, tôi sẽ ở lại 6 hoặc 7 năm ở bên Pháp. Như vậy ở đây người ta không có nói rõ về thời gian, thì người ta chỉ nói là trong tương lai tôi sẽ ra đi vào tháng 9 và tôi sẽ ở lại bên Pháp 6-7 năm. Như vậy chúng ta có thể tóm lại, khi dùng thì future pros mà nó không xác định rõ thời gian thì chúng ta ý muốn nói một cái sự kiện xảy ra ngay lập tức, trời sắp mưa, xe lửa sắp lăn bánh, bạn sắp ngã. Còn nếu có xác định thời gian thì người ta sẽ nói một cái tương lai xa hơn một chút, chẳng hạn là tới tháng 9 thì có thể là vài tháng nữa, rồi tôi sẽ ở lại 6-7 năm, tức là một thời gian còn dài hơn nữa. Và sau đây chúng ta hãy làm một số các bài tập về future pros, tương lai gần. Compléter le texte en utilisant le future pros selon le modèle. Các bạn hãy bổ túc cái bản văn sau này bằng cách sử dụng thì tương lai gần, le future pros, theo như ý mẫu. Và chúng ta có một cái câu mẫu như thế này: En général, je rentre assez tard le soir. Nói chung là buổi chiều, tôi về nhà khá muộn.
Nhưng mà sơ soa, nhưng mà chiều tối hôm nay, je vais rentrer plus tôt, tôi sẽ về trở về nhà sớm hơn. Câu thứ nhất, d'habitude, je pars du bureau à 19h. D'habitude là theo thói quen, tức là thường lệ, thì tôi ra đi từ văn phòng vào lúc 7 giờ tối. Pas là thì hiện tại ngôi thứ nhất số ít của động từ partir, ra đi từ văn phòng. Thì bây giờ chúng ta nói là tối nay tôi sẽ ra đi từ văn phòng vào lúc 6 giờ. Bình thường thì tôi ra đi vào lúc 7 giờ, nhưng mà tối nay, ce soir, je vais partir à 18h. Chúng ta lấy động từ aller ở ngôi thì hiện tại, chúng ta ghép với cái động từ nguyên thể je pars là đã chia ở ngôi thứ nhất, và nguyên thể của nó là partir, je vais partir. Câu thứ hai, bình thường thì tôi xem một cuốn phim, nhưng mà tối nay tôi sẽ xem trận chung kết của bóng đá. Ce soir, je vais regarder la finale de foot. Chúng ta thấy ở làm thì tương lai gần, chúng ta lấy động từ aller rồi ghép với nguyên thể của động từ mà chúng ta muốn nói. Ở đây là động từ regarder. Câu thứ ba, en général là nói chung, je dîne chez moi. Bình thường thì tôi ăn cơm ở nhà, nhưng mà tối nay tôi sẽ ăn cơm ở nhà bạn của tôi tên là Joe. Ce soir, je vais dîner chez Joe. Tôi xin lỗi, ở đây tôi không có đánh được cái dấu accent circumflex ở trên chữ Y. Do kỹ thuật không có đánh được, chúng ta để ý y này có accent circumflex. En général, je dîne chez moi. Ce soir, je vais dîner chez Joe. D'habitude, thường thì je mange des légumes bouillis. Tôi ăn những cái món rau luộc. Nhưng mà tối nay tôi sẽ ăn một món pizza đông lạnh. Ce soir, je vais manger une pizza surgelée. Món pizza này người ta mua sẵn, người ta để trong tủ đông, và tới khi muốn ăn thì lấy ra để cho nó rã đông rồi cho vào lò nướng, không cần phải đi ra tiệm mua. Câu số 5, d'habitude, je bois de l'eau. Bình thường thì buổi tối tôi ăn cơm thì tôi uống nước lạnh. Nhưng hôm nay, tối nay tôi sẽ uống bia. Ce soir, je vais boire de la bière. Như vậy chúng ta thấy tất cả các cái động từ chia ở thì hiện tại, thì ở tương lai gần, chúng ta đều lợi dụng cái động từ aller rồi ghép với cái động từ chính mà chúng ta muốn nói. D'habitude, je pars du bureau à 19h. Ce soir, je vais partir à 18h. D'habitude, je regarde un film. Ce soir, je vais regarder la finale de foot. En général, je dîne chez moi. Ce soir, je vais dîner chez Zo. D'habitude, je mange des légumes bouillis. Ce soir, je vais manger une pizza surgelée. D'habitude, je bois de l'eau. Ce soir, je vais boire de la bière. Bài số 2, compléter avec les verbes manquants. Các bạn hãy bổ túc bằng những động từ còn thiếu. Ở đây chúng ta thấy còn thiếu cái động từ, và chúng ta dùng các cái động từ ở trên cái bảng này sao cho hợp lý. Câu thứ nhất, dépêche-toi, bạn hãy nhanh lên, le train va partir, xe lửa sắp đi rồi, và người ta đã làm sẵn cho mình câu số 1. Câu số 2, prends un parapluie, parapluie là cái ô, là cái dù, bạn hãy lấy một cái dù, trời sắp mưa rồi, chúng ta dùng động từ pleuvoir, il va pleuvoir. In đây là thiên nhiên, là ông trời, trời sắp mưa rồi. Câu số 3, il est 7h25, bây giờ là 7h25, les magasins, các cửa hàng sắp sửa đóng cửa. Chúng ta có động từ phép mê. Les magasins vont fermer. Ở đây ý muốn nói là 7h25 tối. Bây giờ là 7h25 chiều tối, các cửa hàng sắp sửa đóng cửa.
Chúng ta dùng động từ ale ở ngôi thứ ba số nhiều bởi vì chủ ngữ của nó là số nhiều, le magasin vont fermer. Ở bên trên chủ ngữ là số ít thì là il va, chiếc xe lửa sắp chạy, le train va. Ở đây là số nhiều, chúng ta phải dùng động từ aller ở ngôi thứ ba số nhiều. Câu số 4. Entrez vite, các bạn hãy đi vào nhanh lên. Buổi văn nghệ sắp sửa bắt đầu. Le spectacle là một danh từ số ít, chúng ta dùng động từ aller ở ngôi thứ ba số ít. Va commencer. Buổi văn nghệ sắp bắt đầu, chúng ta dùng động từ commencer. Câu số 5. Attachez vos ceintures, các bạn hãy thắt lưng dây đai an toàn. Chúng ta sắp sửa cất cánh. Nous allons décoller. Décoller là phương tiện bay, là cái máy bay nó cất cánh lên, phải thắt dây lưng an toàn. Câu số 6. Ne cours pas si vite, đừng có chạy nhanh như vậy. Bạn sẽ té, bạn sắp sửa ngã. Vous tu va tomber, ngôi thứ hai số ít. Chúng ta chia thành ngôi thứ hai số ít là tu va tomber. Dépêche-toi, le train va partir. Prends un parapluie, il va pleuvoir. Il est 7h25, les magasins vont fermer. Entrez vite, le spectacle va commencer. Attachez vos ceintures, nous allons décoller. Ne cours pas si vite, tu vas tomber. Ở bài số 3, các bạn hãy biến đổi transformer selon le modèle, theo mẫu. Chúng ta có câu mẫu như thế này, gồm có hai phần. Le film commence, phim bắt đầu. Éteins la lumière, éteins là imperative của động từ éteindre. Bạn hãy tắt đèn đi, phim bắt đầu. Bây giờ chúng ta đưa cái imperative ra đằng trước. Éteins la lumière, hai chấm. Le film va commencer, tắt đèn đi, phim sắp bắt đầu. Câu số 2. On arrive au péage. Péage là trạm thu phí ở trên đường cao tốc, ở trên đường. Chúng ta sắp tới trạm thu phí rồi, hãy chuẩn bị tiền lẻ. Ngày trước chưa có phương tiện thu phí tự động thì người ta phải chuẩn bị tiền lẻ để mà trả tiền. Thì ở đây chúng ta dùng prépare la monnaie. La monnaie là tiền lẻ. Hai chấm tức là lý do. On va arriver au péage. Chúng ta thấy ở cái câu sau là tương lai gần, chúng ta sắp sửa tới, chúng ta sắp sửa tới, do đó phải chuẩn bị tiền lẻ. Prepare la monnaie, on va arriver au péage. Câu số 3, chúng ta có hai yếu tố. Le cours commence, giờ học bắt đầu. Rentrons, chúng ta hãy đi vào. Và bây giờ chúng ta đưa cái imperative ra đằng trước, chúng ta hãy đi vào trong lớp. Rentrons. Rồi hai chấm là để giải thích. Le cours là giờ học. Va commencer. Câu số 4. Les invités arrivent. Các khách mời đang đến. Habille-toi. Mặc quần áo vào đi, tức là mặc quần áo đẹp để tiếp khách. Habille-toi, khách sắp tới rồi. Habille-toi, les invités. Les invités là một danh từ số nhiều. Chúng ta dùng động từ aller ở ngôi thứ ba số nhiều. Vont arriver. Habille-toi, les invités vont arriver. Và chúng ta thấy thì tương lai gần được chia với aller cộng với động từ nguyên thể. Câu thứ nhất, éteins la lumière, le film va commencer, động từ aller đi với động từ nguyên thể. Prépare la monnaie, chuẩn bị tiền lẻ đi. On va arriver au péage, chúng ta sắp sửa tới trạm thu phí, động từ aller đi với động từ nguyên thể. Rentrons, le cours va commencer, chúng ta đi vào thôi, giờ học sắp bắt đầu. Động từ aller đi với động từ nguyên thể. Habille-toi, les invités vont arriver. Mặc quần áo đẹp vào đi, các khách mời sắp sửa đến rồi. Bài tập số 4. Complétez les phrases avec le futur proche.
Các bạn hãy bổ túc thêm cái câu này bằng cách sử dụng feature pros. Chúng ta coi câu mẫu. Ce mois-ci, je travaille à Paris. Đây là hiện tại. Tháng này tôi đang làm việc ở Paris. Le mois prochain, je vais travailler à Lyon. Tháng sau tôi sẽ làm việc ở thành phố Lyon. Câu số 1. Cette année, nous passons nos vacances en Corse. Năm nay chúng tôi đi nghỉ hè ở đảo Corse. Đảo Corse là một cái đảo nằm ở phía nam của nước Pháp, thuộc Pháp nhưng mà nằm sát lãnh thổ của Ý. Năm nay chúng tôi đi nghỉ hè ở đảo Corse, nhưng sang năm chúng tôi sẽ đi nghỉ hè ở bên Hy Lạp. L'année prochaine. L'année prochaine, chúng tôi sẽ nous allons passer nos vacances en Grèce, ở bên Hy Lạp. L'année prochaine, nous allons passer nos vacances en Grèce. Tuần này, cette semaine, mes parents visitent Londres. Tuần này, bố mẹ tôi đi tham quan thành phố London, thủ đô của nước Anh. Và tuần sau, họ sẽ đi tham quan thành phố Amsterdam, là thủ đô của nước Hà Lan. Cette semaine, mes parents visitent Londres. La semaine prochaine, ils vont visiter. Cha mẹ tôi là số nhiều, chúng ta đổi thành ngôi thứ ba số nhiều và động từ cũng ở ngôi thứ ba số nhiều. La semaine prochaine, ils vont visiter Amsterdam. Đây là thủ đô của nước Hà Lan. Hôm nay, aujourd'hui, Paul range ses lettres et ses papiers. Hôm nay, bạn Paul sắp xếp lại các thư từ và các tài liệu giấy tờ. Ngày mai, bạn Paul sẽ sắp xếp sách vở và các cái tạp chí. Demain, nó sẽ il va ranger ses livres et ses revues. Livre, sách vở, revue là các cái tạp chí. Được, ngày mai, anh ta sẽ sắp xếp. Như vậy, chúng ta dùng future pros. Tháng này, ce mois-ci, je vais au théâtre. Tháng này thì tôi đi coi kịch nghệ. Tháng sau thì tôi sẽ đi coi kịch nhạc. Ce mois-ci, rồi le mois prochain. Je vais aller. Tháng này tôi đi thì je vais. Tháng sau tôi sẽ đi là je vais aller. Ở đây chúng ta thấy động từ aller lặp đi lặp lại hai lần. Động từ aller trước để nói lên đây là thì tương lai gần. Động từ aller thứ hai để nói lên cái nghĩa chính. Tôi sẽ đi, tháng sau tôi sẽ đi. Cette semaine, il fait froid. Tuần này thì thời tiết lạnh quá, il fait froid. Tuần sau thì trời sẽ đẹp. La semaine prochaine, il va faire beau. La semaine prochaine, il va faire beau. Chúng ta đọc lại năm câu này. Cette année, nous passons nos vacances en Corse. Thì hiện tại, l'année prochaine, nous allons passer nos vacances en Grèce. Thì tương lai. Cette semaine, mes parents visitent Londres. Thì hiện tại. La semaine prochaine, ils vont visiter Amsterdam. Tương lai. Aujourd'hui, Paul range ses lettres et ses papiers. Hôm nay Paul sắp xếp các cái giấy tờ hiện tại. Demain, il va ranger ses livres et ses revues. Tương lai. Ce mois-ci, je vais au théâtre. Tháng này thì tôi đi coi kịch. Le mois prochain, je vais aller à l'opéra. Tôi đi coi nhạc opéra. Cette semaine, il fait froid. Tuần này thì trời lạnh. La semaine prochaine, il va faire beau.